Rồi chúng ta mới có mở màn có sự kết hợp của Chu Thị Vinh và Lam Vy ạ. Không có gọi là ăn ý với nhau gì hết trơn á trời. Bởi vậy mới gọi là mèo và chuột. Và thưa quý vị, là cái câu chuyện vừa rồi là hoạt cảnh nó vui thôi chứ nó không có liên quan gì với đời sống của hai nghệ sĩ cả. Dạ vâng ạ. Mặc dù là nếu như chúng ta còn độc thân thì như nào? Có thể là ăn luôn con chuột, ăn luôn con chuột. Em giỡn vậy thôi chứ anh nhìn đâu phải gu em. Đúng vậy. Chứ gu em là ai? Gu em là anh Hứa Minh Đạt. Thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta có một hoạt cảnh là chuột với mèo, tức là truy đuổi nhau nhưng mà không bao giờ thiếu nhau trong một ngôi nhà. Bảy nụ cười xuân của vậy, anh em luôn yêu thương và đùm bọc nhau. Ngay sau đây xin giới thiệu những thành phần không thể thiếu của bảy nụ. Cùng chào đón Tiến Luật. Hôm nay chúng ta là trong trang phục đồng chuột đó nha. Chắc là mấy bạn nữ là mấy con mèo rồi. Đúng vậy. Xin giới thiệu một con mèo đến từ quận 9, Ninh Dương Lan Ngọc. Thúy Nương. Trời ơi. Ba con mèo đã xuất hiện. Mỗi người một nhân sắc khác nhau. Mười phân dạng mười. Không. Không, 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 không. Không, một đứa nhảy, đứa dậy, tội hai đứa bên cái bên. Bên kia bên 8, bên 10. Bên này có 2, bên 3 thôi. Bên này có 2, bên 3 thôi. Sát vô đây là được 8, trên 10 hoài. Quan trọng là mình vui thôi. Đẹp thì cũng được, không đẹp thì thôi. Không đẹp thì thôi. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón Phương Lan. Trời ơi, trời ơi, sức lửa hồng loè, trời ơi. Ủa con này con gì vậy, không phải con mèo? Mình là trong hình hài con mèo chứ không phải con ngựa nha Lan.
Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống luôn là muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày luôn phải cố gắng, có những người ta nghĩ như vậy là đẹp. Tại vì đây là cái chương trình em rất là thích luôn, cho nên là hôm nay em muốn có một cái sự gì đó nó nổi bật cho dòng họ nhà em coi. Nổi bật cho dòng họ nhà coi. Dạ, tại vì dòng họ của em rất là thích chương trình này, mà lần đầu tiên em được xuất hiện nữa, cho nên là mọi người đã chờ đón cái này rất là lâu rồi. Là cái cách ra của em hồi nãy là ấn tượng. Dạ đúng rồi, em ra một cái là dòng họ em biết là thương hiệu của em. Dòng họ của em coi có nhận xét gì về mọi người không Lan? Dòng em nói gì về anh Luật? Mấy đứa cháu em thì nhớ anh Luật khá nhiều. Tại vì có nhiều khi mỗi lần mà tới chương trình xuất hiện á, thì mấy đứa cháu nói là mở chương trình có ông Thọ, chương trình có ông Thọ, là biết cho chương trình này. Ông Thọ. Dạ đúng rồi. Tức là không có tóc á. Ông Thọ người ta tốt lắm. Ông Thọ đẹp đảo lắm mà. Ý em là anh Luật không tốt hả? Tốt không? Thôi không, đừng có nói như vậy. Ông Phước với ông Lộc buồn. Không có đâu. Rồi mọi người nói gì về Lâm Vĩ Dạ? Mọi người ở nhà ai cũng thích mấy chị đó. Mọi người chơi vui. Em thấy mọi người vừa chơi vui nè, vừa chơi dơ, vừa chơi lầy. Nhưng mà quan trọng là mang cái tính giải trí nhiều cho quý vị khán giả. Vậy là thích mấy chị ở đây chứ còn thì mấy anh là hôm nay em xuất hiện rồi. Hy vọng em cũng sẽ chơi dơ, chơi lầy. Dạ. Cũng mang tới vị trí giống như tụi anh. Dạ, hôm nay em chơi hết gà hết số với mấy anh chị luôn. Mấy bạn nào khách mời mà vô nói chơi hết gà hết số là không bạn nào còn số về luôn á. Cái này toàn thua thôi. Cái dòng mà toàn thua thôi. Thì bây giờ đã có một gái xinh rồi, chúng ta sẽ chào đón một trai đẹp nữa. Wow. Xin giới thiệu tới quý vị một nghệ sĩ, một diễn viên. Wow. Một CEO thành đạt. Wow. Là người đang nắm giữ trong tay một tập đoàn kinh doanh khủng khiếp, mạng lưới phủ khắp nơi. Và hiện tại anh ấy đang chuẩn bị thâu tóm các chủ ngân hàng khác và chuẩn bị mở toàn thế giới. Sắp tới anh có một quầy bán hàng tại tòa nhà Manhattan ở bên Mỹ. Manhattan là New York đó, dữ dàng. Xin giới thiệu. Khoan, có gia đình chưa anh? Đã có gia đình rồi. Là Ngọc ơi, buồn rồi. Tiếc quá. Chúng ta cùng chào đón đại gia mắm tôm Mạc Văn Khoa. Mời em. Làm gì ạ? Khoa. Ra bình thường thôi Khoa. Ra bình thường thôi. Không, em ra kiểu dễ thương anh. Không được. Dễ thương. Không, em rất là vui khi được tới với lại bảy nụ cười xuân. Và em còn vui hơn nữa khi em được hóa trang thành một con chuột anh ạ. Con em ở nhà biệt danh cũng là chuột, cho nên là hôm nay em cố gắng làm một con chuột bố thật là dễ thương để cho con em có ấn tượng tốt về em ạ. Mai mốt anh Giang mà giới thiệu mình giảm bớt 99% lại. Ủa sao vậy? Chứ đâu mà CEO đẹp trai gì đó, tập đoàn Manhattan gì Manhattan. Chị em mình lâu lắm mới gặp nhau, nhưng mà sao chị lại dành những cái lời nó không tích cực cho em như thế? Tại nãy anh Giang anh tưng lên quá. Tụi chị cũng hy vọng một cái điều gì đó mới mẻ lắm. Đúng. Thực ra là củ xì. Mà còn thơm nữa, mắm tôm thơm. Ủa, ai hiện tại đang thành công hơn bạn Khoa? Không, em không thành công đâu anh ạ. Không, em nhận đi, dạ. Mình thành công. Em không, có không, gia đình, có con cái, có một hệ thống 38. 38? Ê dạ. Hơn gì 38 anh? 38. Nhà có hồ bơi nữa. Hồ bơi nào anh? Có hồ bơi, tôi qua bơi lần rồi. Hồ bơi rộng không anh? Rộng. Bao nhiêu mét vuông anh? Khoảng 40 mét vuông. Cái hồ để là đệm chứa mắm tôm hay không? Hôm đấy là mắm hết tôm hay không? Hôm đấy là mắm hết cho nên em mới xả nước và em rửa. Tự nhiên anh qua anh nhảy xuống bơi. Hèn gì. Tại thường là anh tới là phải có cái hồ để đổ mắm tôm. Tại mỗi lần cả tấn mắm lên. Nghĩ đi, một cái nhà mà chứa hồ mắm tôm mà cỡ đó thì em biết là phải bán cỡ nào. Đúng đó, vậy, đang bán cỡ nào luôn. Người ta khoe nhẹ nhàng thôi. Mọi người nhìn mặt em không nghĩ có tiền anh ạ. Bây giờ ví dụ nhà trích tịa, trích vàng này, trích hột xoàn này, trích tiền này, trích gì thì người ta còn giàu. Chứ không ai nói nhà chứa mắm tôm mà giàu hết anh. Giàu chứ. Cái vấn đề chúng ta giàu ở đây không phải là giàu tiền, giàu bạc. Giàu tấm lòng. Giàu tình, giàu nghĩa. Dạ. Thưa quý vị thân mến, hiện tại anh em đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi xin cuối đầu chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng ta có hai khách mời rất là dễ thương, Mạc Văn Khoa và Phương Lan.
Không cần phải chia đội. Vậy thì đội mình mạnh lắm đó chị, không ai có thể địch lại đâu. Không ai có thể địch lại đâu. Đừng nẹt bô đâu. Nghĩa là không ai có thể đấu lại đâu. Không biết lượng sức, chứ đừng có nói cái chữ mà không ai địch lại. Nếu mà nói về sải chân thì chân anh làm sao dài bằng sải chị Ngân em. Đúng vậy. Ở đây chú, ở đây chú. Anh thử xem. Kéo em lên phía trên chị. Kéo em lên phía trên chị. Hết da hết xuống cái này chị, hết luôn. Không hết nổi này, không hết nổi. Vậy thì anh nghĩ sao anh qua được Hoa Khôi Cầu Bình Lợi? Tụi em cũng chỉ là một cuộc phô mát thơm lần thôi. Hửi đi. Nói gì? Tụi em không chia đội đâu. Tụi em như vậy cơ. Trời ơi Ngọc. Không chia đội, không chia đội. Không chia đội, không chia đội. Không. Bỏ đi em, bỏ nha. Cần cứ lại. Hửi gì vậy? Bốn mát. Nữ. Nè, phô mai nè. Bốn nữ chơi 3 năm. Lần này có ai địch ai nè. Rồi, bây giờ vậy. Hiện tại chúng tôi có thăm số 1, số 2. Ai bóc số 1 thì về số 1. Ai bóc số 2 thì về số 2. Nhưng các cô muốn như thế nào? Chúng tôi muốn tự chơi. À, tứ đại mỹ nhân đó hả? Đúng rồi, công bằng. Tam đại nam vương. Rất hay. Có hối tiếc về về sau này không? Dạ không. Dạ không. Cái mặt mình dễ thương chút. Phạt là phạt nặng. Sau này khi có điều gì xảy ra, đừng quay qua nói mấy anh ơi em mệt quá tha cho em đi. Không tha. Không có đổ thừa, không đổ thừa gì nha. Trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi kéo co nha mọi người. Nó sức khỏe dữ lắm. Nghĩ cho kỹ, bàn hợp đi. Ờ, chưa gì nhát cơ. Ôi, chưa gì nhát. Hợp bàn suy nghĩ đi. Em hồi nào bây giờ chơi luôn. Hợp bàn suy nghĩ đi. Người ta nói là tam nam bất phú chứ tứ nữ bất bần. Tứ là nữ là không hơn lắm. Bao giờ. Đúng rồi. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Mấy chị cứ thoải mái đi. Không bao giờ nghèo bất bần là khỏe. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Giàu về sức mạnh, giàu về tinh thần. 2, 3. Yeah. Cảnh là vậy. Mình coi thường quá rồi. Bốc thăm nữa quý vị. Không bốc thăm nữa. Không hối tiếc, không hối hận. Họ đã lựa chọn bước vào đường u tối. Họ đã lựa chọn. Họ đã lựa chọn đường đau khổ. Anh coi coi bên này màu sắc vậy làm sao u tối được. Họ đã lựa chọn con đường không về nhà với gia đình. Và bây giờ chúng tôi cho họ được có quyền lựa chọn sự đau thương ấy. Trò chơi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Chúng ta đang quay trở lại với bảy đồ cười. Hey. Sống lên vậy. Kính thưa quý vị thân mến, duy nhất đêm hôm nay chúng tôi chỉ lựa chọn 6 người chơi. Tại sao vậy? Hả? Chúng tôi có 7 người. Kính thưa các anh chị, trò chơi này có thể chơi 10 người, 15 người. Đúng. Chúng tôi chỉ chọn 6 người thôi. Tại sao ạ? Bởi vì chương trình không đủ đồ đúng không ạ? Bởi vì chương trình không đủ đồ đúng không ạ? Đúng vậy. Ủa? Chúng tôi bốn nữ, chúng tôi mới chấp nổi 3 nam. Bây giờ nói như vậy thôi. 6 người chơi chính, 1 người dự bị. À. Để thay vô khi một người đó mệt. Tại vì bộ đồ này mọi người đã biết rồi, rất là mệt. Yeah. Vậy thì chúng ta có cơ hội nhiều hơn chị à. Đúng chúng vậy. Ta có cơ hội thay thế nhau, sức mạnh sẽ được chia nhỏ ra rất nhiều. Sức mạnh không bằng sức bền em ạ. Mỗi người sẽ mặc một chiếc áo này vào. Vâng. Wow. Âm nhạc trỗi dậy, chúng ta sẽ đi vòng quanh. Âm nhạc ngừng, MC sẽ có 5 tiếng đếm. Đó là thời gian cuối cùng cho một người giành vị trí ngồi ở đây. Ban giám khảo. Cái gì? Tụi em là nữ mà ban giám khảo. Đặt đích vô là được rồi ban giám khảo ơi. Ai lựa chọn mình cùng nhau? Chúng ta chơi 6 lượt. Sau 6 lượt đó, đội nào nhiều người ngồi vào đây hơn chiến thắng. À. Các em nghĩ đi, với vóc dáng thanh mảnh gọn gàng. Đúng. Và sức yếu đó của rồi, em có kè, thì làm sao kè. Mà thắng được? Gì vậy? Có kè, thì làm sao kè. Mà thắng được? Gì vậy? Thể hiện mời bắt đầu. Tôi chỉ nói với lại hai em chơi chung đội với tôi, không nương, không nhường, không cần phải ga lăng. Anh nhìn cứ cần ga lăng ấy. 2, 3, nhạc. Ủa cái tay em đâu rồi? Ủa đây anh. Đừng có lớn, đi từ từ thôi, đừng chạy. Anh Vinh. Để sức xíu còn chèn nhau. Đừng có làm vậy. Chuẩn bị nha. Chị xe, chiếc chiếc. Anh Vinh nhường đợi em nha. Đừng mà. Đó, đó. Từ
4. Ai vô, ai vô? 3, 2. Anh đứng lên đấy đi. 1, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Ê, dừng lại rồi. Hồi nãy anh Lực ngồi trước khi anh Giang đếm. Dừng lại, đúng rồi. Có quyền mà. Hết nhà của quyền ngồi. 5 giây đó chỉ là 5 giây để khẳng định ai là người ngồi cuối cùng. Và tiến luật chiến thắng. Tất cả về với tiến cụ. Quay, quay. Cố lên nha mấy em ơi, cố lên, cố lên. Chị chị nha, để chị giữ lại mấy anh cái bộ cho. Y như chủ nha. Ừ, cố lên Kha ơi. Kha, em vẫn nhường mà. Cố lên Kha. Sao chị kéo em, sao chị kéo em? Chạy đi qua. Chạy đi qua. Người chiến thắng là Trường Thế Vinh. Nhưng mà cái bếp em đặt trước mà. Anh Giang em không được chạy vào. Ôi, khóa xe không chạy luôn. Em ngồi tới phút thứ hai rồi mà. Em vừa định chạy vào thì chị già ngồi sau kéo ngang và hai lần lại. Trời, em đứng bên này mà em nói gì vậy? À, chị đứng bên này mà. Đây, em ngồi được chung với anh Vinh luôn mà. Để em tới nằm, khi nào hết 5 giây hiểu chưa? Hiểu khi nào hết 5 giây hiểu chưa? Biết chưa? Chưa hết nhạc hả gì vậy? Nam. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết chưa? Người chiến thắng là Thúy Ngân. Em làm gì đấy? Em rút cái đầu này xuống rồi. Rút đầu mà làm gì? Như vậy là sau 3 lượt chơi, đội đàn ông có 2 lượt thắng, đội phụ nữ 1 lượt thắng. Chúng ta còn 3 lượt chơi nữa. Hãy tập trung. Khả năng Lan Ngọc không ngồi được một lần nào là cao. Giải lao uống nước được không? Giải lao uống nước được không? Giải lao. Mệt quá. Vô. Cố lên mấy anh ơi. Cố lên. Mệt rồi chứ gì? Mệt rồi chứ gì? Mệt rồi chứ gì? Mệt rồi chứ gì? Bỏ tay em ra. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết chưa? Hết chưa? Dừng rồi. Hết chưa rồi.
Người chiến thắng là Thương Chơi Phương. Tỷ số hiện tại là 3-1. Vậy đi chị. Vậy đi chị. Ngủ lâu vậy chị. Anh nói chị già đừng có ve vãn em nữa. Cứ chạy theo em xuống cổ nắm tay em không vào được. Chị cổ vô chị cứ ve vãn em nha. Người ta ngồi rồi em làm gì? Hết giờ em làm gì vậy? Tụi em sống chết. Sống chết không? Khó ngồi cũng sống chết. Âm nhạc. Ra ngồi kia. Trời ơi, cái gì vậy? Có lên, có lên. Ê! Để chỉnh lại cái áo cho. Đấy đấy đúng rồi. Một hết giờ. Ai đang? Sao Lan? Lan Lan. Trời ơi con bé. Phương Lan chiến thắng. Phương Lan chiến thắng. Con bé đã quá kiên cường. Phương Lan chiến thắng. Nhưng mà em là con gái phải giữ mình chứ chơi gì mất hết quần hết áo thế em. Hiện tại tỷ số là 3-2 nghiêng về phía Nam. Thưa quý vị thân mến, lượt cuối cùng này đội nào sẽ chiến thắng và đội nào sẽ là người chiến thắng ở trò chơi đầu tiên, chúng ta sẽ có sau 1 phút nữa thôi. Thôi rồi. Rồi. Con gái. Thôi đấy là. Con gái là Nam thì làm chết. Hả? Ê! Đi! Em đi ra chỗ khác! Anh đi ra! Anh đi ra! Không! Không! Đi ra! Đi ra! Ai ra! Ai ra! Đi ra ngoài! Ra ngoài mà! Đi ra! Đi ra! Ôi! Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Tiến lực chiến thắng. Rồi. Không biết lượng sức. Tỷ số ở lượt chơi hiện tại là 4-2. Trò chơi đầu tiên, phía Nam thắng. Phía nữ thua. Phía Nam còn khỏe. Phía nữ ối. À, chúng tôi xin phỏng vấn vì sao mình lại bị bỏ như vậy ạ? Không thể nào được. Xin hỏi là mình hồi xưa dắt lúa mà sao mình yếu vậy ạ? Chơi ba tấn công 1 đẩy em mai ra khỏi sân khấu luôn. Bởi vậy? Em chơi tới ói với anh luôn. Chơi tới ói với anh luôn. Trời ơi, em giống như là mấy cô dưới miền Tây mà nhậu xỉn mà ngồi quậy vậy. À, mình đã có một lần thắng, tại sao không thắng thêm một lần nữa hả? Dạ, tại vì cái bộ móc của em nó bị chậm quá. Cái bộ móc của em nó bị chậm quá. Ê! Thưa quý vị thân mến, chương trình chúng tôi luôn tạo ra tiếng cười cho quý vị. Chúng tôi có thể làm vui, làm mệt, làm té, làm ngã. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ khuyến khích các nghệ sĩ chơi móc. Anh ơi, cầu mình lại. À, có một nghệ sĩ không mặc đồ chạy vòng ngoài thôi mà mệt hơn tất cả những người đang chơi. Có lên ba ơi, có lên ba ơi. Vì sao ạ? Đội trưởng đội móc lách xít đó. Dạ à, em thấy đội em thua quá em mệt rồi. Nhìn người ta chơi thôi mà mệt hơn người chơi. Và bây giờ
Thưa quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục trò chơi tiếp theo. Yeah. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình 7 Nụ Cười Show. Ê, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị quay trở lại với tuổi thơ. Bịt mắt bắt dê. Hả? Mấy anh đóng dây gì? Bắt tụi em. Mấy anh đóng dây gì? Bắt tụi em. Mấy anh đóng dây gì? Bắt tụi em. Chúng ta sẽ có hai lượt chơi. Lượt đầu tiên mình bắt, lượt thứ hai mình làm con dê. Ok. Wow. Và dĩ nhiên chúng ta bịt bắt lại. Người bắt sẽ đi bắt con dê. Bắt con dê là cái chuyện bình thường. Bắt được rồi không biết làm cái gì đó, mà con dê phải la lên: tôi xin thua. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nếu vậy là thua trước rồi. Ví dù bắt được Lan đúng không? Bắt được Bé Lan đúng không? Là bắt rồi, là chuyện bình thường. Nhưng mà làm sao Bé Lan nói: tôi thua. Trời ơi, trời ơi. Bé Ngọc đòi nghiến con dê luôn. Trời ơi, tôi sợ nhất mấy cái mặt ngây thơ kiểu này nè, tôi sợ lắm. Ủa, gì vậy? Ủa, gì vậy? Chưa kịp trả lời. À, cái này. Anh Lộc ơi, mình phải làm đối thủ khớp trước. Phải từ thầy em hả? Đúng, mình phải cho đối thủ khớp trước. Bây giờ mình có từ thầy để lựa chọn. Mình làm con dê trước hay làm con người trước? Con người trước nha em. Em nghĩ làm con người sướng. Bây giờ, xin quả từ thầy, em ra cái gì? Em ra cái búa. 1, 2, 3. Ê, cô bé không tin tưởng nha. Nên em ơi, sống phải thật thà. Anh ra cái búa là em nghĩ anh ra cái khác đúng không? Anh nghĩ là cái bao. Trời ơi. Không sao, cho anh chọn đó. Mình phải cho người ta hoảng sợ trước. Mình phải làm người trước. Rồi. Bọn em làm người trước. Ở những bạn dê nữ. Dạ. Hãy tách nhau ra đi nào. Bắp đi nè, bắp đi nè. Đây là những con dê núi. Dạ. Mà dê nữa là sống gì? Sống du mục. Dê hoang anh. Dê hoang. Cho nên là ngông cuồng lắm. Đúng. Tôi bắt được một con dê là tôi thảy lên tôi ăn mọi người. Hay bắt được là chụp hai cái chân dơ lên nè. Đeo mặt nạ. Thực sự ra rất hồi hộp bạn. Rất hồi hộp. Không biết dê sẽ làm gì mình. Đúng rồi. Rất sợ. Ở tuổi thơ của mình, thưa quý vị, khi mình bắt con dê là con dê nó sợ mình. Nhưng trong ngày hôm nay là con người sợ con dê. Mình không biết con dê nó khùng tới cỡ nào. Đây là con dê háo ăn và đói, lâu rồi không thấy đàn ông. 3 tuột chị ơi. 2, 1. Bắt dê. Ha. Ê, từ từ, đi ngang nè, đi ngang nè, đi ngang. Mình quay á, mình quay mà mình chọn. Đi ngang, đi ngang. Đâu, đâu? Đây, đây, em đây. Em đâu, em đâu, em đâu? Anh đâu? Rồi. Đây, đây, nắm tay lại đây. Nắm tay lại đây. Nắm tay lại đây. Bắt luôn, bắt luôn. Dê mới đá em ạ. Trời đá rồi. Đè xuống. Phải giang lại cơ. Đúng rồi, tới Vinh. Bên phải Vinh ơi. Phải Vinh ơi. Sau lưng Vinh ơi. Ủa anh hả? Sao vụ rơm Vinh ơi. Ai à. Ai con gì nên ở đó về như này. Anh em mình thấp thấp xuống sang ra. Sao không bắt được không ta? Đây rồi, đây rồi. Chắc rồi đó. Bắt chưa? Đây rồi, đây rồi. Đó, đây. Em tuốt cái chất cơ rồi. Đây rồi, đây rồi. Đó, đây. Em tuốt cái chất cơ rồi. Em tuốt cái chất cơ rồi. Đâu, đâu, đâu. Mày, mày, chất cơ rồi. Bắt đâu? Bắt lại. Bắt rồi. Ai đây, ai đây? Em. Đâu rồi? Em, con người. Ai dạ. Đâu? Đây là ai là ai? Em. Cầm tay giang ra. Ba tay này chán quá ta. Qua đây. Đúng rồi, dồn đi. Trời ơi, Vinh ơi, trời lưng Vinh ơi. Tắn vô. Rồi, chết rồi. Ai đây? Thấy chưa? Ai đây? À, đây, 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 đây.
Cứu nách, cứu nách. Cứu nách, em cứ giữ chân ra. Đây nách em, đây nách em. Nách em đi rồi, đừng nói tôi đây. Đây, đây, đây. Đây không, đây không. Không, không, em đây, đây. Đây không, không, em đây, đây. Đây, 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 đây. Quá khủng khiếp. Trời ơi. Trời ơi, Lực ơi. Đánh Lực rồi nè. Bắt con lép nó đi. Lực, tôi chỉ cho chiều. Bẻ con Út. Trời ơi. Bẻ con Út. Trời ơi. Ây da. Lấy con Út bẻ ngược ra. Ai đây? Bắt chưa? Ai đây? Ai đây? Vinh ơi, cách thử đi biết nam biết nữ là gì. Đó bây giờ đứa nào nè, đứa nào đây nè. Em ai vậy? Em khoa ba giờ 3 giờ 12 giờ 3 giờ khó quá, khó quá. Nghe đi em đi, nghe đi em đi. Rồi đúng rồi Vinh, đúng rồi. Sao đúng rồi anh đang đâu? 11 giờ luôn, 11 giờ 11 giờ luôn, 12 giờ 11 giờ hướng này. Không, của em là 2 giờ. 2 giờ. Rồi kìa. Qua 2 giờ nhanh lên Khoa. 2 giờ. Đúng rồi Khoa. 2 giờ. Đúng rồi. 2 giờ. Thật bất ngờ. Con dê không kêu thua mà con người kêu thua. Như vậy ở lượt này con người không thành công mà con dê là đội thành công. Lượt đầu tiên thật bất ngờ, đội con người xin thua. Và bây giờ đội con dê sẽ biến thành đội người và đội người biến thành đội dê. Chúng ta chờ xem ai sẽ là người xin thua. Gieo nhân nào gặp quả đó là câu nói hàng ngàn năm ông bà đã nói. Con quả quả báo tức tiền hả? Kêu nha. Mấy chị dọn từ nãy giờ là mình gieo rồi đúng không? Bây giờ mình gặp đi mấy chị. 3, 2, 1 go. Giờ nó dở mắt lên rồi. Không có thấy gì luôn. Hồi nãy ai bóp em ta? Bên đây. Lại đây. Đây nè. Đây nè. Anh Ngọc, anh Ngọc. Để không em để. Ủa? Đi lên. Vàng này đây nè. Vàng nè. Thấp xuống rồi mọi người. Thấp xuống rồi. Đứng vô góc cho em. Ta nhảy vô sao? Đứng vô đúng rồi. Đứng vô luôn. Có chưa? Ây da, cái gì vậy? Mấy đứa hả? Đâu rồi, đâu hết rồi. Đừng lại. Ôi ra nha, đau nha, đau nha, đau. Đau đó, đau. Nắm tay. Đâu rồi. Đúng rồi. Đau kìa, ai đúng rồi. Đau. Ê, mấy đứa bắt chị. Chết rồi. Mấy đứa bắt chị. Đây. Đi đâu vậy? Ủa, sao đây? Nắm tay. Đâu. Rồi. À em biết đường đi rồi. Ê nãy mới bắt được ai á. Bây giờ còn, ủa chị giả đâu? Ai mới sò cái lưng em nè. Buông ra nha, bây giờ mình buông ra mình chơi nha. Chơi luôn đi. Đau chị em nè. Nắm tay nhau đi mọi người, nắm tay nhau đi. Ê lắc. Đây. Ủa hồi nãy mấy ảnh mạnh miệng lắm mà sao mấy ảnh giờ hàng giờ? Ủa sao vậy? Ủa mấy ảnh nó mạnh tự nhào tới mà. Đây nè. Đây. Đâu. Đây. Không được ra khỏi vòng. Rồi xong. Em nè. Đâu, chị mới vừa nắm em. Gần 2 giờ, 2 giờ. 2 giờ. Đúng rồi đó. La.
cả cái video của Hoa Mỹ Văn rồi quý vị. Nhưng mà Trường Giang sẽ nghe kỹ, nghe kỹ để mà báo cho tất cả mọi người biết. Kiến bu rồi, kiến bu rồi. Chế độ kiến bu rồi, thua rồi Vinh ơi. Chào. Lên tiếng chưa? Sao? Cứu kìa quá. Anh ơi, em lại lắm rồi. Trời ơi. Đây là trò chơi bịt mắt kiến bu anh ạ. Chưa phải bịt mắt mắt kê. Trời làm gì cho mùi rơm đây? Anh em ơi, ai dám cứu vô chết chùm sao? Đừng có cắn mà. Đừng, trời rất là bay cái bịt mắt ra rồi rất là vào nhắm mắt. Trời ơi. Trời ơi. Cứu không nổi, bé Ngọc nó kèm anh chắc quá. Xin hỏi cảm thấy mệt mỏi không ạ? Em nghiến luôn, tắt gió luôn rồi. Giờ hành cái mồi Hoa sen rồi. Đau quá. Khoa trốn rồi anh. Đau không? Khoa một tập hồi nãy là sợ. Với sự đeo bám quyết liệt từ các bạn dê thì chú Vinh đã nói là tôi xin thua. Và sau hai lượt chơi thì hai lần các bạn nam đều thua. Mặc dù game trước họ thắng 1-0 và game này họ chịu không nổi, họ thua lại. Tỷ số hiện tại là 1-1. Game trước họ đâu có thắng đâu. Bạn kêu Khoa ra, nó còn quảng hồn mấy con. Anh ơi, bé vẫn chưa định thần được. Em tham gia lần này là lần thứ hai của bầy nụ. Em lần đầu tiên nè. Mà em không ngờ chương trình nó tiến hóa nhanh như vậy anh ạ. Cái lần trước em tham gia là có máu anh ạ. Em phải trốn chui trốn lủi như một thằng ăn cắp ăn trộm ở trong này anh ạ. Không dám lò mặt ra. Sao thế? Không ngờ cái chương trình nó tiến hóa quá nhanh nên em còn bị ngợp luôn mà. Có gì đâu, có ai làm gì đâu. Có anh Luật nè. Có một mình em đấu với ảnh mà ảnh cắn em nè. Lại là anh Luật. Quá trời quá đất rồi. Thôi, những người đàn ông nào đang ngắm nghía vào những cô bé độc thân này, hãy tránh xa họ ra, gia đình sẽ bị liêu lị đó. Không có. Khuyên chân thành. Không có đâu anh. Cái này là sẽ giúp cho các bà mẹ bỉm sữa chăm đẻ đẻ con gái hơn. Em là xong rồi. Không em anh là, anh. Em viên mãn rồi. Khoan dạ, anh Giang. Dạ viên mãn rồi. Tụi em là chơi hội đồng không chứ có riêng lẻ đâu. Quá khủng khiếp. Nói chung là 1-1. Tỷ số đã đang rất là hợp lý. Và bây giờ là trò chơi tiếp theo. Chúng ta đang quay trở lại với bài nụ cười sao. Sao bên nó nhìn vẫn còn thần sắc quá nha. Trò chơi sau đây thể hiện sự thông minh. Đúng, chúng ta cần những trò như vậy anh ạ. 4 lượt chơi, đội mình có một người chơi 2 lần. Cái người chơi 2 lần bên tôi chọn luôn là khách mời Mạc Văn Khoa. Đúng vậy, vỗ tay. Dạ. Còn em hay mà. Và thông minh em hơi yếu. Đúng, em mới nói cái này là nó phạm trù nhiều lĩnh vực đúng không anh? Đúng rồi. Đầu tiên, Phương Lan, em chọn ai để em đấu? Bình thường á, em thấy tới chương trình này là hay kiểu khách mời là sẽ đấu với khách mời, nhưng không. Em muốn đấu với người anh của em, Tiến Luật à. Tiến Luật giống như là một con thỏ ở trong rừng mà con cọp đang muốn ăn thịt hết trơn á mọi người. Tại vì anh Luật thương em, anh Luật biết em là từ hồi còn đỏ hỏn nhỏ nhỏ vậy. Đỏ hỏn hả? Dạ, là ý là mới vào đội kịch là anh Luật là đàn anh rất là lớn rồi. Và rất là thương tụi em. Đúng vậy. Anh phải nghiêm khắc với đàn em nha anh. Rồi có những lúc mà mình đóng không được, anh Luật cũng có la mắng. Dạ. Thì hôm nay là mình sẽ trả thù. Dạ.
Lan Ngọc chọn ai? Còn hỏi gì nữa anh? Tiến Luật. Vô duyên. Người ta đã được chọn. Em đang giỡn thôi mà. Anh Luật làm gì nhót với em? Ủa sao anh nhót với chị Ngọc có vợ? Anh nhót à? Anh nhót à? Em xin đấu với Mạc Văn Khoa. Lan Vy Dạ. Em đấu với Mạc Văn Khoa luôn. Ai cũng chọn em thế? Em rồi. Luật chơi hay lắm. Hoa Nhót à? Hoa Nhót à? Vậy còn lại vẫn là cặp đôi tình nhân không bao giờ đến được với nhau. Lê Huỳnh Thúy Ngân và Trinh Thế Dương. Ai là người đứng chơi trước? Thúy Ngân là Thúy Vinh đi. Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Xin mời. Chúng ta có luật chơi là câu hỏi mang tính liệt kê. Thôi đừng có liệt kê nữa mà. Đừng nũng nịu nữa, nó không có đẹp như hồi xưa nữa đâu. Lớn tuổi rồi bé, ngồi xuống đi bé. Anh cho em hỏi là mình có thách đố không? Không thách đố. Yeah. Hôm nay liệt kê khác. Ai chiến thắng của anh tôi xì có quyền liệt kê trước. Liệt kê lần lượt ai bí thua. Vậy cái này thì mình chỉ cần thua thôi, mình không cần thắng sushi. Để mình lượt liệt kê sao mình được đúng có thể suy nghĩ. Thấy chưa, thấy thông minh chưa? Đội đầu nhắc thì lên đây bị phạt chung và thua lập tức. Đúng. Không sao. Ủa phải thua và luôn thời rồi. Gian suy nghĩ chỉ có 5 giây thôi nha mọi người. Thua luôn á nha. Sau mỗi lần liệt kê chỉ có 5 giây suy nghĩ thôi. Ủa anh Vinh, anh làm gì gay gắt với đội em vậy? Anh đau đớn quá rồi. Làm gì đau đau trời. Có gì đau đau. Có gì đau đau. Ôi. Em sẽ chơi với anh đến khi nào em ói thì thôi. Quên từ gì? Em ra cái gì? Em ra cái kéo. 1, 2, 3 2, 3 Thua. Thôi trời ơi, hạnh diện cho luôn. Thua mà, mình phải tin mình thua không? Đúng ý rồi chị Ngân mà. Kể tên các loại củ. 5 Củ từ. Củ năng. Củ khoai. Củ sen. Củ sắn. 5 Củ 3 Củ khoai lang. 2 Khoai lang rồi. Khoai lang rồi. Khoai. 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 Khoai từ rồi. Khoai từ rồi. Cái đó là của anh là 5. Khoai từ. Còn em khoai, khoai lang khác. Cho luôn. Củ đậu. Củ đậu. 5 Củ đậu là củ sắn nha. Ừ, củ đậu là củ sắn. Không, sắn là củ mì. Củ đậu là khác. Sắn củ đậu là củ ở ngoài mà mình ăn sống á. Củ đậu là sắn dây. Đúng rồi. Củ gì? Củ gì? Củ gì? Trước khi cãi chị phải phân tích xem cái ý nó có đúng không. Hả giờ? Chưa chưa. Hết giờ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Củ dền. Đúng không? Củ dền. Em nói là củ dền. Không nghe hả? Củ cải. Lỡ có được vậy. Cải. Củ dền. Củ dền. Củ cà rốt. Củ cà rốt. Củ khoai tây rồi nè. Củ khoai tây. Củ kiệu. Củ kiệu. Củ dền. Củ hành tây. À củ kiệu đúng. Củ dền đúng không? Nhiều con lắm. Cái nào làm gì đó là củ hành. Đúng rồi. Quánh tôi xì. 3, 2 Thua rồi. Chị sao chị mà dưới màu hoài vậy? Tao có sao hôn hả? Không sao, tại nãy rối thôi. Đúng đúng. Người tập trung người em, một người giá bộ qua bên kia cãi cãi. Kể tên các cây cầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì kể tên gì? Câu hỏi là gì à? Bên em chưa kịp nghe. Cầu ông Lãnh. Cầu ở thành phố Hồ Chí Minh. 4 Cầu Móng. Cầu Dừa. Cầu Dừa gì em? Có cái dừa ở Bùng Tứ. Nó tên là Cầu Dừa hả? Có Cầu Dừa. Cầu Nguyễn Tất Thành. Cầu Nguyễn Tất Thành. Đúng. Qua. Cầu Nguyễn Tất Thành quận 4. Cầu Nguyễn Tất Thành từ quận 1 đi sang quận 4 á. Nghe chỗ bến Nhà Rồng đúng không ạ? Ê lộn, ừ bến Nhà Rồng. Đúng không ạ? Dạ đúng. Cậu tên gì ạ? Khánh Hội ạ. Đúng ạ. Không, đi qua đó. Gần đó có một cầu Nguyễn Tất Thành. Không, đúng rồi, đi thẳng xuống đường có một cây Nguyễn cầu. Nguyễn Tất Thành. Mời ngồi. Cầu Nguyễn Tất Thành. Anh cứ ngồi để tôi thích. Có cây cầu. Có cầu Nguyễn Tất Thành. Bình tĩnh, anh đang hỏi nè. Từ quận nhất băng qua quận 4 mà ngay bến Nhà Rồng nhìn ra đúng không ạ? Là cầu Khánh Hội. Là cầu Khánh Hội. Đúng. Chạy thẳng xuống nữa. Chạy thẳng xuống. Là cầu Nguyễn Tất Thành. Cầu đó là cầu nào ạ? Vị trí nào ạ? Đi qua quận 7. Đúng rồi. Nó nằm đi quận 7. Cái đó như là cầu Tân Thuận 2 nha. Kem đưa sạch được không ạ? Ngồi xuống nha. Sạch được không ạ? Ngồi xuống nha. Không, đứng vậy ăn hơi nhiều anh. Nhìn từ tháng 2 câu rồi, có nghĩa là thắng rồi. Có cần chơi được không ạ? Chơi nữa. Có chứ. Phải chơi. Một câu danh dự đi chị. 3, 2 Tiếp. Cái huồn đó. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Bận rất là giỏi. Lại thua hả? Thua chứ anh. Sao thua hoài vậy? Em thắng. Em thắng mà. Vậy? Thắng cái gì? Em ra cái bao, thì ra cái kéo, em thắng đường nào? Mất trí nhớ luôn rồi. Bột làm nhòe mắt kính em à. Kể tên các loại trái cây có muối. À, cam. Cam. Quýt. Tắc. Tắc. Bưởi. Bưởi. Chanh. Chanh. Sầu riêng. Sầu riêng. Măng cột. Ủa? Muối. Có muối. Ba. Muối hả? Hai. Một. À... Bòn bông. Bòn bông. Bòn bông. Bòn bông. Khẽ. Như vậy là lượt đầu tiên Trương Thế Vinh thắng. Wow. Xin hỏi anh Luật, anh Luật cảnh xe là ai ạ?
Lên bê lăng, lên. Quả sushi ra cái gì? Ra cái búa. 3, 2. Bao. Bao. Non nớt là bạn. Không sao anh ạ. Mình càng ở sau càng tốt. Anh Luật khờ khạo lắm Lan à. Ha. Anh Luật khờ khạo lắm Lan à. Câu đầu tiên. Quê đâu? Huế. Lợi cháu thế. Huế là chẹt vém liền. Lợi thế liền. Chẹt tực khắc luôn, tực tươi luôn, mậu chay luôn. Kể tên các món bánh gói bằng lá. Dớ. Bánh chưng. Bột lọc. Bánh tét. Bánh nâm. Quá trời. Bánh ít. Bánh lá dưa. Bánh lá dưa. Đấy. Bánh chuối nướng. Bánh. Khoan. Gói nha. Gói. À, bánh chuối nướng không em. Gọi bác nếp, hả? Chuối nếp á, chuối nếp. Bộ. Chuyện đi anh đi xa rồi. 3, 2, 1. Bánh, bánh. Bánh, bánh. À, ơi. À. Anh phải nghiêm khắc với đàn em đi anh. Bánh giò. Đúng rồi, bánh giò. Bánh gai nữa. Bánh giò. Bánh gai. Chuối nếp nướng nó chỉ có quấn lớp lá mỏng thôi. Chuối nếp nướng không gọi là bánh. Nhưng mà cái đó người ta lót chứ không phải là gói. Đúng rồi, tôi lộn. Lêu lêu lêu. Câu tiếp theo, bất lợi cho Tiến Luật. 3, 2. 3, 2. Kể tên các bài hát có từ mưa. Mưa trên phố Huế. Mưa phi trường. Ê, nó dắt kìa. Ê, nó dắt kìa. Ê, nó dắt kìa. Cái gì em kêu coi chừng bụi. Coi chừng bụi đó. Mưa rừng. Mưa rừng. Mưa bụi. 5, 4, 3, 2. Cơn mưa ăn qua. 5. Mưa. Mưa. 5, 4, mày mưa 3, là bài gì vậy? 2, 1, hết giờ. Gọi mưa. Gọi mưa. Gọi mưa. Mưa. Có bài hát tên là mưa mà. 2, 3. Anh ấy lực ra sao? Ra sao xỉm lại. 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá anh ơi. Trời ơi, mấy cái chuyện mà ăn thua kiểu này anh chơi lượt lắm. Liệt kê các ngôn ngữ. Các ngôn ngữ. Trời ơi, chết tôi rồi. Dễ lắm. Không sử dụng hệ chữ cái alphabet. Nghĩa là A, B, C đó. 5, 4, Ả Rập. 4, 5. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Đúng hả? Vậy à, Tây Ban Nha có xài chữ cái à? Em không tin. Thật sự luôn. Em ủa không đàn. Campuchia nè, Lào nè, Thái Lan là quá trời. Hàn Quốc, Nhật Bản nè. Thử Tiến Luật. Thắng lượt này, chúc mừng. Thử. Rồi, lượt tiếp theo. Ngọc, xin mời Khoa. Lát hồi mình chơi đội luôn không? Chơi. Chơi đội luôn. Anh chơi với em. Quá sao mà vậy? Dựng dặt với nhau quá vậy? Chơi hết. Anh Luật giống như con cú mèo. Anh Luật giống như con cú mèo. Quá tôi gì? 2, 3. 2. Anh cho em bộ nào khó khó ấy. Nó chỉ có khoảng 3 đáp án thôi. Đúng. Liệt kê nó mới hợp với kiến thức của em anh ạ. Kể tên các thành phố giáp biển ở Việt Nam. Kể tên các thành phố giáp biển ở Việt Nam. 5. Cam Ranh. Đúng. Không à, anh thành phố Cam Ranh là không có nha anh. Lên đây phạt chung. Ủa mà trời ơi. Lên. Thành phố Cam Ranh thành phố. Lên. Bắt lên Vương, bắt lên Vương. Em chỉ ý kiến thôi. Ủa, ủa nhưng mà tại sao? Bên kia mình là người Việt Nam, phải dành về Việt Nam, đúng không ạ? Không biết rồi đừng có nói. Tôi sợ, tôi không biết là tôi im nãy giờ rồi không nói đâu. Em tính nói là thành phố Nha Trang thuộc tỉnh tỉnh Khánh Hòa. Cam Ranh mà. Cam Ranh vẫn là thành phố. Năm. Đà Nẵng. Vũng Tàu. Năm. Tàu hả? Bốn. Vậy thì Phan Thiết. Năm. Thanh Hóa. Không phải, không phải. Thanh Hóa. Không phải, không phải. Ủa sao trả lời sai mà trả lời lại hả? Quy Nhơn. Câu này hỏi rồi mà. Trong chung trong 5 giây thì thôi. Đúng rồi, trong 5 giây là 5, 4, 3. 3, 2, 1. Em có làm gì đâu à. Cái
cái nữa không kịp hết rồi mọi người ơi, rất nhiều thành phố giáp biển mà. Mọi người đừng có cãi nhau như thế, đừng có cãi nhau như thế rồi đổ bột đến em nhìn em thương lắm. Em trả lời là rất là bớt rất là lại, bình thường thôi. Mà nãy Khoa nói cái kia là sai rồi, nhưng mà người ta còn 5 giây để người ta sửa. Đúng, im đi. Câu này ai đi học phải biết, ai đi học phải biết. Hả? À, anh áp lực thế anh, để ai cũng đi học. Quá được gì, 1, 2 lại. Em xin phép chị nhá. Liệt kê các từ ghép có nghĩa, và trong cái từ ghép có nghĩa đó phải có một chữ ăn. 5 chữ đi. 4 3 ăn hay là cái gì? 2 quán chị luôn đó. Có chữ ăn trong đó. Anh ơi, một rồi đó. Hết rồi đó, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, ăn no. Cái gì nữa? Ăn no. Ăn no. Ăn no là cái gì? Ăn uống. Tỷ số hiện tại là 1-1, đúng chính xác. Ăn uống, ăn vạ. Không phải áp lực quá, tự nhiên anh nói, anh cứ hỏi chưa đi. Câu này ai đi học cũng phải biết, là mình áp lực quá. Nhưng mà anh nói rất là đơn giản là từ ghép với từ ăn, từ ghép với từ ăn. Ôi cái hình ảnh giống y như em hồi nãy nha. Ăn đòn, ăn bột. Bởi quá tôi xì. Câu này ai chiến thắng là thắng. 3-2 chỉ hai lần thôi chứ. Để quyết định để chị thắng đấy. Kể tên các loại trái cây nhiều hơn một hạt. Nhiều hơn thì trái nho, thanh long, trái chuối, mít, khoan, chuối có chuối hột, chuối có chuối hạt, đúng. Cãi không? Ai cãi? Cãi là cãi nè. Cãi là bốc lên nha. Hết giờ. Sầu riêng. Hết giờ. Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng. Anh đang cãi với bên đó mà. Không, anh đến đây để giờ mà. Nghiêm túc. Anh không giờ. Anh không giờ. Ủa này số 4 mà xuống số 2. Anh Giang đúng, anh Giang đúng. Không. Mạc Văn Khoa thắng. Yeah. Không, không, không. Thôi. Như vậy là sau 3 lượt đội mình toàn thắng. Lớn cũng không chơi thôi mà, là mình toàn thắng 3 lượt rồi. Lên đi anh, chơi cho vui. Chơi cho anh ăn bột. Chơi cho người ta thấy mình thông minh. Em phải chơi để anh Vinh biết bột là gì. Trời ơi, tôi thích Vinh quá, Vinh ơi. Ok anh siêu nhân của bọn. Quả tôi xì. 3-2 thắng nè. Trời. 3-2 thắng nè. 3-2 thắng nè. Kể tên các loại chè. Chè bà ba, chè bưởi, chè khoai môn, chè đậu ván, chè thái, chè hà đậu xanh, chè tập cẩm, chè đậu đỏ, chè đậu đen, chè đậu ngự, chè đậu trắng, chè chuối, chè trên nước, chè bột lọc, chè táo sọn, chè hạt sen, chè mình ăn danh vàng, chè bà ba, nhắc chè bà ba, nhắc chè mè đen. Hay quá anh Vinh ơi. Cái vấn đề là áp lực thời gian. Ba chị em tôi chơi với anh luôn à. Ủa tố làm sao? Tố một lần một đội. Tố một đội. Câu tiếp theo các bạn nữ sẽ lợi thế câu này. Bánh tôi gì? 1-2 1-2 thắng. Em để cho chị thắng đấy. Một lần coi nhau quá. Kể tên các loại củ dùng để nấu ăn. Loại củ dùng để nấu ăn. Củ sắn. Củ sắn. Củ khoai môn. Củ cải. Củ cà rốt. Khoai tây. Củ dền. Củ dền. Củ dền. Dền. Củ hành rồi. Củ kiểu. Củ kiểu. Củ kiểu không có nấu nha. Chỉ là để làm nước chấm hay làm ăn thôi. Đừng làm vậy. Củ khoai mì. Anh cho em hỏi anh nấu củ kiểu anh nấu với món gì? Thịt kho củ kiểu. Củ kiểu anh xào thịt bò rất bình thường. Củ kiểu xào thịt bò là lúc đó củ kiểu đã ngâm chưa? Không cần biết ngâm hay chưa anh xào được mà. Đúng rồi chị đi. Củ hành tím. Củ hành tây. Củ tỏi. Củ khoai sọ. Củ khoai lang. 5 4 Củ năng. Củ năng. Củ năng rồi. 5 Chưa hồi nãy đâu. Củ sen. Củ sen. Người ta chưa trả lời. Củ sen. Củ sen. Củ sen. Củ sen. 5 4 Củ gấc. Củ gấc. Củ gấc. Củ gấc. Củ nghệ. Củ riêng. Chiên mẻ đây. Chuối. Đúng rồi. Chuối.
đúng rồi. Chui chui chui. Một, ba, hai. Ủa gì nữa? Hay quá quá ơi. Mấy đứa có chụp mặt với chị không? Tại tụi em trẻ quá. Tụi em trẻ quá. Người ta chưa trả lời bà liệt kê chứ cho ta lấy. Đó. Thêm một câu nữa. Tụi em vẫn không phục. Ok luôn. Anh sợ gì nữa? Thiệt á, tụi anh mệt lắm mà tụi em bắt tụi anh chơi hoài à. Ok, ráng đi anh. Lần cuối nha. Ráng đi anh rồi hả anh trai? Câu này em đã nói là anh biết thì đừng có trả lời thẳng cái gì. Thôi, anh đừng nói lợi thế nữa. Nãy giờ mấy cái anh nói lợi thế thì em đặt thua không à? Đúng rồi. Lợi thế dành cho các bạn nam. Chết tôi rồi. Hai. Kể tên các loài động vật có hơn 4 chân. Con cua. Con dết. Con dết. Con ghẹ. Con ghẹ. Con chiếu. Con còng. Con tổ mấy chân. Con nhện. Con chuồn chuồn. Chuồn chuồn. Con bướm bướm. Con bạc khía. Kiến. Con kiến. Con cào cào. Cào cào. Con bò cạp. Bò cạp. Con châu chấu. Châu chấu. Con dế. Con dế. Con chí. 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 Con ve. Con ve. Con ve. Con ve. Con ve đây nè. Con ai lấy con này trả lời cái nào? Em là ve chó. Em là ve chó. Còn bên này là con ve kêu mùa hè. Đúng rồi. Em công nhận con rận. Rồi lại nói rồi. Hồi nãy lấy con ve rồi, không lấy con rận, giờ lấy con rận. Em lấy con rận rồi mà. Rồi. Ủa không phải. Được, có kêu con được. Cua. Rồi. Ba. Con cua đồng. Rồi. Anh có bị láo, con làm được, con làm được. Ngồi vô. Ngồi vô, bốn đứa ngồi vô. Con bạch tu không phải là chân. Đúng rồi, bạch tu là con xúc tu. Bạch tu. Nè, con tôm. Đúng rồi. Con tôm tích rồi đó. Sao mình chơi tới đâu thua tới đó vậy? Em muốn chơi một câu cuối cùng để giữ lại danh dự. Thôi. Tôi mệt rồi. Muốn chơi thì chơi đi. Thôi, em muốn chơi một câu nữa. Anh Khoa với anh chơi thêm một câu nữa đi. Chơi năn nỉ luôn á. Một câu nữa luôn á. Năn nỉ. Tụi em vẫn chưa phục luôn á. Đúng rồi, chơi chơi đi. Bị sự ép quá. Một lần nữa thôi đó. Mệt hết rồi. Thật. Một, hai, ba. Hai, ba. Sao mà em thua cà ra dữ vậy ta? Cái hương nào em thua á. Kể tên các dụng cụ trong nhà bếp. Dao. Kéo. Nĩa. Thớt. Mùi. Sẻng. Sẻng xúc lên. Đúng rồi. Cái sạn. Sạn đúng. Đũa. Chảo. Bớt bột à. Ok. Đúng rồi, bớt bột. Ôi cái gì đây? Ra trả lời mà. Tay nhanh hơn não này. Tay nhanh hơn não này. Nam. Cái rổ. Cái nồi. Cái thao. Thao. Cái đồ bắt bếp. Cái đồ bắt bếp. Chén. Đó là biết rửa chén. Cái kẹp. Kẹp là kẹp bắp đá. Cái đồ rửa chén là đòi. Cái chén. Cái miếng nhấc nồi. Không, cái miếng lót nồi. Cái miếng lót nồi. Lót nồi chính xác. Cái vị nướng. Vị nướng chính xác. Cái miếng mà đậy chống văn dầu á. Cái nắp rồi, chống văn dầu. Nắp chống văn dầu. Cái đồ đánh trứng. Làm mềm thịt bò đó. Cái cây làm cái dần. Rồi cái dần. Cái lồng bàn. Lồng bàn đúng rồi. Chẹp gấp rồi. Chẹp gấp rồi. Gấp ai nói. Gấp đá rồi. Em đi gấp đúng đồ hằng ngày rồi. Cái đồ mà gấp cái chén ra đó. Không. Cái biết. Cái đó không phải là cái khay bánh. Dụng cụ để gấp các loại khay, các loại chân hấp. Đúng. Cái ly. Cái ly ơi. Cái nước cam, bắt nước cam. Đồ bắt nước cam. Cái khay. Okay. Cái sừng hấp. Cái sừng. Cái viên pha cà phê. Cái viên. Cái hũ đựng gia vị, giấy thấm dầu. Cái hũ đựng gì hay là giấy thấm dầu? Dạ hũ đựng gia vị đi. Giấy thấm dầu. Giấy thấm dầu. Giấy bạc. Cái màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm. Lò nướng. Găng tay, găng tay. Rồi. Lò nướng lâu quá. Lò nướng hơi đồ lọc dầu. Khoan, bao tay ni lông hay là lọc dầu? Từ từ. Tại vì anh nói hồi nãy ai nói nói rồi. Ủa anh chưa nói. Bên này nói, anh đâu có nói đâu. Bao tay ni lông. Bao tay. Đồ lọc dầu. Lò nướng. Cái khay nắng bánh. Hả? Cái khay nắng bánh. Rồi. Khay rồi. Đồ đập nước đá. Bây giờ là cái cây đạp dê. Anh ơi, găng tay đeo lăn bột vậy nè. Cây lăn bột. Cái gì? Găng tay đeo để bắt bếp. Không, cây rồi mà. Tay rồi. Cây lăn bột. Cái cối. Đồ khui. À, đồ khui. Hay quá. Cái chay. Cái đồ bào rau củ. Đồ bào rau củ. Không, đừng nói. Đừng nói gì? Cái đồ bào rau củ. Này dụng cụ thông minh, cái củ này quá bào quá. Anh bào cái nó rất lắc đó. Cối xay tiêu. Cối xay tiêu chính xác. Tìm lại đây. Cái đồ mài dao. Cái đồ rây bột.
Rồi. Ray chính xác. 5. Nếu nãy nó cái miếng mà cái lưới lọc đó mọi người. Rồi. 2. Mày đánh trứng. Rồi. Mày đánh trứng. Hết giờ. Cái đồ mày. Hết giờ. Ngồi vô, ngồi vô. Mày đánh trứng được à? Đây nè. Tôi thấy có sự thiên vị. Ừ. Nãy giờ mày nó mầm mà. Anh em tụi tôi đứng ở ngoài nhìn phụ nữ làm bếp, tụi anh ghi nhận, xót thương nên nhớ hết, đúng không? Tụi em làm tụi em không có nhớ đâu. Nhưng mà có một sự sự ép ở đây, đúng. Từ con chuột nâu đó. Đâu, bị thưa mà. Đếm cái tội lo, bây giờ cái ghê đó ngọc. Bây giờ ai muốn một mình ra đấu với người ta để biết sự thông minh nè. Có một câu hỏi luôn. Vậy dạ, chơi luôn. Sao? Trời ơi, thằng em tụi hôm nay ăn mặn dữ vậy trời. Chơi luôn. Em có đấu với anh? Ờ. Ok. Ôi thái độ ghê luôn á. Anh Dinh đừng có thái độ em đâu ơi. Đánh tôi xì. 1, 2, 3. Bánh. 1, 2, 3. Bánh. Đó thấy chưa. Kể tên các từ ghép có nghĩa với từ cà, nhưng cà không được tính là trái cây. Một chứ. 5, 4. Lâm. 3. Lâm. Cà lâm. 2. Cà lâm. Cà khịa. Cà khịa. 5, 4, 3. 2, 1. Non cà phê. Cà phê. Cà phê. Cà phê. Anh làm ơn đi nhường một lần được không anh Vinh? Sao vậy anh bị gì vậy? Cà chớn nè, cà khịa nè. Phải chứ anh đừng đếm dây anh trả lời được hết. Bị đặt đổ. Bị đặt đổ. Anh đếm dây. Anh đếm dây. Cà ri nè. Cà rá nè. Cà ri không được, cà ri đồ ăn. Không có nghĩa là trái cây mà. Không phải là sao em bị áp lực lắm. Cứ vậy nè. Em không biết được số gì luôn. Mày biết sao anh không làm bên đây không? Bây giờ nè, gái, biết sao anh không làm bên đây không? Anh đếm dây nhanh hơn bên kia. Mà biết sao anh không làm bên đây không? Tại vì anh chưa kịp làm người ta trả lời rồi. Không phải. Bên em đang cãi lộn thì anh cứ vậy. Làm sao mà em biết được nào đâu. Vậy giờ anh chơi đi. Còn bây giờ chị em thì anh lên anh đếm này đếm nọ. Biết sao anh ra. Đội thua thì hay kiếm lý do, đội thắng chỉ biết cười thôi. Chờ, em hát anh Vinh vô đây ngồi em lại. Em chơi nữa. Em hát anh Vinh vô. Đủ giờ rồi, tôi mệt rồi. Mệt rồi. Thôi tính Vinh. Tiền phòng đi về. Không có gì nữa. Ai chơi một chấu rồi, ai chơi. Anh Vinh. Mời anh Vinh vô. Nếu như vòng này em thắng thì em còn lại chút danh dự. Còn nếu thua thì thôi. Rồi một đấu hai luôn hả? Trời muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Giờ tôi đếm xuống âm thầm. Đúng. Hả? Đâm thầm thì sao mà biết? Đếm âm thầm bên này, đếm lên. Đâm. Bùng. Đúng, đúng, đúng. Mời tôi xì. 1, 2, 3. Ha. Ủa? Mình thắng hoài nhường không? Nhường cho em đó cái. Nhường. Không cần. Thôi bớt đi. Không, không cần, đúng không cần. Em tụi em chơi rất đàng hoàng công bằng. Đúng rồi, nãy giờ tụi em chơi văn minh mà. Thôi bớt đi, nhường có lợi. À, bảy màu nữa hả? Nhường đi. Lục lam chẳng nhận không? Nhận nhường không? Nhường, nhường. Kể tên các bài hát có 5 chữ. Nửa bài hát nữa làm xong mà biết. Anh vô muốn đi. Sống bên em trọn đời. Em không biết bài hát. Anh muốn em sống sao? Hết giờ rồi. Anh muốn em sống sao? Anh muốn em sống sao? Hết giờ rồi. Ủa sao vậy hết giờ? Anh đếm âm thầm. Nhưng mà chưa ai là sống sao rồi. Anh đếm lớn mọi người nghe không được. Mà anh trả lời rất là nhanh luôn. Đúng anh vậy. Mọi người công nhận em trả lời nhanh không ạ? Anh đếm âm thầm. Anh Giang có một sự thiên vị. Anh ơi nghe nè, không phải bạn em lúc ngồi chung vừa nghe nói tên cái năm bài hát. Đúng trời ơi, bỏ chạy về. Không phải, tại vì nãy em nghe nói là anh muốn sống trong âm thầm. Em nói đó 6 chữ em tính ha, 6 rồi mà xong rồi cái qua luôn. Anh muốn sống trong âm thầm. Anh muốn sống mà. Trong âm thầm là 6 từ. Trên 5 chữ chứ đâu phải là nói bài hát. Anh nói bài hát có 5 chữ là em người trả lời đầu tiên. Em nhận cái nhường của người ta rồi mà. Hồi nãy anh kêu nhường là em nhường cho bên đó. Em thua mà em nhường cái gì? Thua mà nhường. Thật sự lúc anh ra đầu là em đã nhảy số, anh mới sống sao rồi. À, đúng rồi. Ra bây giờ nói chuyện mà tụi em còn không hiểu nữa, người ta đi làm. Nói chung là nãy giờ là toàn thắng luôn á. Chưa thua một lần luôn. Thở cũng thắng nhá. Trò chơi này các bạn nam thắng và hiện tại tỷ số chung cuộc là 2-1. Ôi. Ngoài. Vòng đầu thắng. Thật sự em vẫn không phục. Mọi người có muốn chơi một câu nữa không? Một câu nữa vô. Thua tới 8-1 rồi còn không phục. Quả tôi xì, ai thắng trả lời trước. 3, 2. Kể tên các tỉnh hoặc thành phố ở phía Bắc. Nửa tỉnh nữa. Năm. Rồi phía Bắc là lợi thế của Ninh Bình. Ninh Bình. Thái Nguyên. Thái Nguyên. Lạng Sơn. Hải Phòng. Hà Nội. Thanh Hóa. Sapa. Hải Dương. Hải Phòng. Hải Phòng rồi.
Tỉnh Biên. Pleiku. 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 Pleiku là ở Bắc. Pleiku không phải ở Bắc. Tỉnh Biên là ở đâu ngoài Bắc vậy? Điện Biên mới ở ngoài Bắc. Thật sự là em đã thôi, mọi người không cần phải hỏi nữa đâu. Không không, được không? Thật sự câu này nó hơi lợi thế về em, bởi vì em sống ở phía Bắc. Đúng rồi. Tao mệt rồi, tao mệt rồi. Không, nhưng mà Khoa nói Thanh Hóa là đúng miền Bắc không? Đó là Bắc Trung Bộ mà. Ủa, em làm cái gì mà đổ em? Anh nói là anh em mệt không rồi chơi nữa. Anh em mệt không rồi chơi nữa. Nó tưởng là ra hiệu. Nó tưởng là ra hiệu. Tao mệt rồi, tao mệt rồi. Ủa, chương trình tắt âm thanh rồi, anh ngồi ngay đây phải nghe được ai thắng chứ. Tuyệt vời lắm anh ơi. Tôi nói là tôi mệt rồi, tôi có động thái trời, tôi mệt rồi. Nó tưởng là đứa nào trong này là gia đình của Lâm Tử Dạ, bước ra đây. Nhưng mà trước khi vào thì chúng ta cùng thay đổi không khí với gia đình Bảy Độ. Xin mời. Nếu em không về, tôi sẽ chết. Anh Đức ơi! Anh Đức ơi! À, vô đi Sang, vô đi, anh không có đóng cửa. Vé xong bỏ ngoài. Ngồi chơi. Nè, nè, nè. Thôi kia vào ghế này đó. Ngồi đây. Anh nói nghe nào. Duyên đâu rồi? Duyên giận anh, Duyên bỏ đi rồi. Anh gọi điện không nghe máy. Anh biết là chú em mày giận anh, chuyện hồi xưa anh coi thường. Nhưng mà giờ cho anh xin lỗi, bỏ qua hết cho anh đi. Duyên là lẽ sống của cuộc đời anh. Tôi không biết. Anh làm cổ giận của bỏ đi rồi là do anh. Tôi cũng đi kiếm cổ mà. Tôi có biết, tôi cũng không nói anh đâu. Biết cũng không nói à. Thôi, không thích nói thì thôi, anh không ép em. Nào em, uống anh ly được không? Anh buồn quá. Tôi không biết uống rượu. Thôi, đàn ông mà không biết uống rượu gì. Tôi không biết, thiệt, tôi không có biết uống rượu. Uống anh ly. Tôi một ly là tôi say rồi. Một ly say thì uống một ly thôi. Thôi, tôi còn về còn việc nữa. Anh ai ơi á, ai á? Dạ anh ơi, giao bia anh ơi. Dạ em vô giùm coi. Dạ hẳn vô đây luôn, hẳn vô đây. Mở cửa đem vô giùm anh luôn à. Anh ơi, mở cửa cho em anh ơi. Trời ơi trời, đã xỉn rồi còn bắt di chuyển nữa. Dạ, cảm ơn anh. Đi ra nhớ đóng cửa nha. Rồi anh ơi. Gì nữa? Xong rồi anh ơi. Cho em xin tiền. Về nói má mày anh chuyển khoản. Dạ em về. Thôi, em không có biết uống thiệt. Không biết uống cái gì, uống cái này nhấp với anh miếng thôi. Uống một cái say mà. Anh, mày đàn ông mà mày coi thường anh đúng không? Mày còn giận anh mày mới không uống á. Tôi không có họ giận anh, tôi... Uống với anh một miếng.
Không có uống được mà. Anh cô đơn lắm. Anh đừng có vậy, anh tự trọng đi. Anh có gì đâu anh tự trọng. Anh quý mày lắm. Chắc có chơi thể dục à? Đùi chắc dữ. Tôi ở nhà tôi làm ruộng mà không có thể dục. Ngon là nè, uống đi coi coi. Vô. Tôi nhấp môi thôi à. Uống hết chứ nhấp môi gì. Vô. Uống hết đi. Uống hết, uống hết, uống hết, uống hết, uống hết. À. À. Cho miếng nước, cho miếng nước. Đây đây nè, nước nè, nước nè, nước nè, nước nè. Uống, à. Uống, uống nhiều vô nhau, uống hết luôn, uống hết nước luôn. Ê chết cha, anh lỡ gót lộn rượu rồi. Đừng có nhả lên lên sàn chứ. Uống vô, nước vô, nước vô, nước vô. Rồi. Vô nước, vô nước, vô nước. Vô nước, vô nước, 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 nước. Trời ơi, rượu này mà đẩy ba cái vô chỗ mà giữ thiệt chứ. Mà kêu mà không biết uống mà xạo mày. Anh nãy giờ anh uống một chai rồi mà vô mày đẩy ba cái ghê thiệt. Gì vậy? Tao mặt quá nè. Tao mặt hả? Mặt quá. Sai rồi. Thôi uống thiệt hả? Nước. Trời đất ơi. Em nói anh chứ đồ anh cũng chắc quá. Anh có tập thể thao không? Có. Anh chạy bộ. Ủa chứ mấy nay anh cũng làm em buồn dữ lắm. Mỗi lần mà buồn là mày dỗ vậy hả? Anh này sao á? Người ta không có thương anh. Tôi là thanh mai trúc mã với cô hai rồi. Anh không có hợp bằng tôi đâu. Tôi hiểu cổ. Giờ cô hai đang ở đâu? Cô hai ở đó đó. Ở đó là ở đâu? Mày nói cho anh nghe cô hai đang ở đâu. Anh thưởng cho mày liền. Anh ơi. Gì nữa? Anh ơi anh. Về đây nè. Vô đi vô. Anh ơi. Em giao thiếu con thùng. Đang vô trong luôn đi. Đang vô bếp, đang vô bếp. Không mà. Mà mẹ em nói là anh nợ đợt trước chưa trả nữa. Đợt này cố gắng trả luôn được giùm em. Mày mở cửa vô mày để em bếp đi. Anh ơi mở cửa giùm em, hết tay rồi, em không có tay. Trời ơi là trời. Thiệt á, tôi chán mày ghê luôn á. Cố gắng mà không. Mẹ em nói là bây giờ giao thùng cuối này anh phải trả tiền cho em thì em mới giao. À anh ơi. Dạ. Lấy cái bình đem về đưa cho mẹ đem bán đi. Rồi còn dương nhiêu rồi đem về hỏi tao. Là cái bình. Cái bình này bình cổ quá đừng có giỡn nha. Em về. Chứ bây giờ tao mệt quá rồi. Mà mày kêu là tao đã móc tiền ra nữa. Tao đang buồn lắm. Nhưng mà mày có này... người yêu chưa? Dạ chưa. Mày chưa có người yêu mày không hiểu tại sao anh buồn đâu. Dạ. Nha. Anh ơi anh ơi anh uống gì vậy? Nước bình bông nè. Để bỏ thùng bia vô cái đó. Trọng em. Vậy là em đem cái bình này về đúng không anh? Rồi đem về đi. Dương nhiêu em lấy nha. Dương nhiêu đem về đây thôi thôi. Thiếu sao anh? Thiếu thì mày bỏ đi. Mày khùng quá. Dạ. Nói ruột mà. Trời ơi bây giờ nhìn lại những kỷ vật nè. Sang ơi Sang coi nè. Cái này ngày xưa người ta tặng tôi nè Sang. Sang nhìn đi Sang. Được. Anh nhớ em không được? Nhi. Cái Nhi của anh nè được. Nhi Balotelli. Thời còn sinh viên. Đúng rồi, cái máng xôi của em. Ủa? Cái gì vậy? Ủa? Bữa nay hẹn họp lớp hay gì vậy Nhi? Không có, anh nói cái gì anh được. Em nhớ anh cho nên em mới tới đem tìm anh mà. Ông quên nữa, sao biết nhà tôi tới đây vậy bà? Trời anh ơi, người ta nói á, người ta không thích, người ta tìm lý do. Còn ta muốn, người ta sẽ tìm cớ anh à. Mà tại sao tới đây tìm tôi? Thì em nhớ anh, em mới tới đây muốn nói lại tình xưa với anh nè anh được. Cái gì nói gì? Nói lại tình xưa. Trời ơi, mấy năm rồi. Mình chia tay mấy năm rồi, thời sinh viên mà Nhi. Đâu có sao đâu, anh gương vỡ lại lành được hết mà anh. Không, Nhi ơi, giờ anh nói em nghe nè. Anh bây giờ không phải như hồi xưa. Anh có bạn gái rồi. Tụi anh sắp sửa đám cưới rồi. Vậy còn con của mình thì sao anh?
Con gì? Bé Trang. Bé Trang nào? Con của anh. Anh với em làm gì mà có con? Anh không nhớ hả? Hồi lúc mà đi cắm trại đó, xong cái sáng hôm sau dậy cái hai đứa bên nhau, xong rồi anh nói anh xin lỗi em đó, anh nói anh không nhớ gì hết. Cắm trại. Cắm trại hôm đó mình có uống rượu cần. Đúng rồi. Tôi say. Tôi đốt cháy một cái liều. Tôi sợ quá, tôi mới chui vô cái liều còn lại tôi nằm. Là cái liều của em đó anh. Rồi. Anh Đạt. Tên của con mình giấu em. Cái gì vậy? Không, anh Duyên ơi. Anh có người khác mà anh giấu em? Không phải Duyên ơi, bình tĩnh Duyên ơi. Đây là Duyên. Đây là bạn gái của tôi. Đây là chuẩn bị đám cưới nè. Bây giờ thì không có đám cưới gì hết á. Duyên ơi Duyên, bình tĩnh đi Duyên. Cái câu chuyện này anh hoàn toàn không biết Duyên ơi. Anh nói anh yêu tôi mà anh có coi người ta hả? Không phải Duyên, bình tĩnh đi Duyên. Cái cô này là bạn hồi sinh viên của anh. Rồi trong một cơn say, rồi anh không biết là mình đã có làm gì cổ không nữa. Bây giờ cổ nói là cổ có con với anh. Mấy năm rồi bây giờ cổ quay lại cổ nói là cổ có con với anh. Làm sao anh biết anh được chứ? Anh là đồ hàng. À, em xin lỗi chị, em không có biết là anh có bạn gái. Tại vì em được rồi em đó, anh chỉ biết không. Bây giờ em đi về giùm anh đi. Em đi về giùm anh đi. Rồi từ từ. Rồi ngày mai ngày mốt gì đó, ngày kia gì đó, anh sẽ gặp em để mà nói chuyện nha. Đi nhưng về giùm anh đi. Anh nhớ gặp con nha em. Đi em, về giùm đi mà. Em không muốn là con đâu, không có cha đi chứ. Đi. Em đứng lại. Người sai không phải là em. Em không có gì phải đi hết. Chào bác. Dạ, tôi chào bác. Gì mà ồn ào quá vậy Tony? Dạ. Cô này là ai đây? Dạ bạn của con. Cái gì? Bạn hồi xưa của con. Ồ, sao trước giờ mẹ không thấy con giới thiệu cô này? Dạ, cái thời mà lúc mẹ còn bán cám heo, gia đình mình còn khổ, mẹ nhớ không? Có con bé mà hay đi xe đạp sườn ngang, không có cái yên đó, hay ghé nhà mình chơi đó. Mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ cô bé này rồi. Thảo nào mẹ thấy quen. Ủa rồi tại sao lại ồn ào như vậy? Có vấn đề gì à? Tự nhiên bạn tới bạn nói là bạn có con với con. Có con với con? Đúng vậy. Ờ, bạn đó tên gì? Dạ, con tên Nhi. Con ảnh tên Thu Trang. Thu Trang à? Anh Đực, coi như chuyện của em với anh kết thúc nha. Ủa? Ê kì hờ Duyên. Điều cuối cùng anh có thể làm tốt nhất cho tụi mình á là chăm sóc mẹ con cô ấy đi. Duyên ơi. Chị, đi đi. Duyên. Được làm vậy em khó xử lắm chị. Duyên. Chị, em có muốn làm gia đình tan vỡ đâu chị ơi. Chị. Nó đi xa rồi, nó đi xa lắm rồi. Trời ơi, diễn gì mà sâu quá vậy con. Nhưng mà cô thích. Đúng ý cô là cô thích. Trời ơi, con nói thiệt bác nãy giờ. Con kiềm cái nết con lại muốn chết luôn á bác. Trời ơi, con diễn mà ở trong kia cô khóc sướt mướt luôn. Thiệt, cô cảm động á. Thiệt, cô xúc động dễ sợ luôn á. Cô tưởng là cô là thành bà nội thiệt luôn á. Trời. Điều quan trọng là con biết nói đúng lúc, đúng thời điểm. Con duyên nó vừa tới, con gieo cái vụ đó là hợp lý. Con có hai con mắt đằng sau mà con tia lẹ lắm. Cái lúc mà chỉ vừa về là con tấm lại ảnh liền. Ngoài cái số tiền mà cô cháu mình đã thỏa thuận với nhau ra thì cô sẽ thưởng thêm cho con 50 triệu nữa. Nhưng mà nhớ, cái chuyện này á, là chỉ có cô với con biết thôi. Không được để cho một người thứ ba nào biết hết nghe chưa. Dạ, cô yên tâm. Con không ngờ cô vậy luôn ha, dựng chuyện luôn ha. Nó là bên phe địch. Con nghe hết rồi. Hả, chuyện gì? Thì cô đó mướn cái cô này nè, rồi làm gì đó là gạt chú Đực với lại cô hai đúng không? Trời ơi. Có, lại đây con nói. Không có. Ờ,
Trời ơi, rõ ràng thì không có nữa. Thật ra cô làm cái chuyện này là cũng vì con, đúng không? Nếu mà thằng Đực con nhà cô với lại con Duyên không đến được với nhau thì con là người có lợi. Con đến được với con Duyên, đúng không? Đúng không? Đúng không con? Đúng không? Đúng rồi, em thấy con nói đúng á. Nhưng mà con nhắn tin cho chú Bảy qua luôn rồi. Cái gì? Trời đất ơi, mày nhắn đâu rồi? Ủa? Trời đất ơi, ơi. Nhắn cái vụ gì mà có con có cái gì? Đây cái cô Lisa của mướn cái cô này nè, là giả bộ đó. Chứ đâu có gì đâu, con nằm con... Là giả bộ cái gì chứ hiểu? Con nhắn cho chú là cái gì? Có con là cái gì? Thì cái chuyện có con, cô này có con với lại cái anh chú Đực là không có. Là xạo, là dựng chuyện thôi. Thuê đó, mướn. Này mà mướn nhỏ này. Mướn không à? Nói nhỏ này chứ Đực là có con. Đúng chị? Rồi. Để chia rẽ Duyên với lại chú Đực. Con có tới đâu? Bỏ đi cô mất tiêu rồi. Nè. Bà bị điên hả bà? Làm gì điên? Anh bất lịch sự nha, anh vô nhà người ta anh không bấm chuông là sao? Cái chuyện tới nước rèo còn bấm chuông gì nữa? Con muốn nhỏ này, bà nói là có bầu với thằng Đực để cho con gái tôi nó ghen lên rồi nó bỏ đi hả? Rồi bây giờ sống chết rồi biết sao? Thì thôi chứ làm sao? Tại vì tôi không ưa anh, tôi thấy là anh không có phù hợp làm xui gia với tôi nên tôi không muốn tụi nó đến với nhau rồi sao? Bà tưởng là tôi thích làm xui gia với bà? Tôi chỉ tôn trọng quyết định của con gái tôi thôi. Tôi nói cho bà biết, tôi thông báo cho bà biết, tôi chỉ thẳng với mặt bà này. Làm gì vậy? Con gái tôi bây giờ không biết ở đâu. Nó mà có mệnh hệ gì á là tôi cạo đầu bà nghe chưa? Đi kiếm ngay chắc tôi xạo lắm mà. Ngon nè, lẹ cái đầu tôi này, ông cạo đi. Hả? Cạo đầu tôi đi. Ha. Nó đói thôi, không dám làm. Đúng rồi. Bác, cái giao dịch mình vẫn suôn sẻ chứ bác hả? Suôn sẻ con khỉ. Bây giờ bể chuyện bắt đầu suôn sẻ gì nữa? Nhưng mà con cái bể chuyện là chuyện của bác, còn cái diễn xuất của con là ok. Nhưng mà bây giờ người ta biết hết trơn hết trậu rồi, làm sao mà giấu được nữa đây? Quá bực bội. Trời ơi bác, con cái miệng con không có giữ mồm giữ miệng để người ta phát hiện ra rồi nè. Hồi nãy bác nhớ mới vừa khen con, bây giờ bác lật lại như vậy rồi tiền con này nọ nữa. Thôi đi đừng có nói nữa, chuyện tiền bạc giải quyết sao đi. Trời ơi con hết ra hết số ngay lúc này giờ bác. Im lặng coi thằng con tôi nó gọi nè. Ồn quá bể chuyện tùm lum bây giờ. Alo, mẹ nghe nè con. Sao Tony? Hey, Tony, đừng, bình tĩnh đi. Tony, mẹ chỉ có một mình con thôi. Tony ơi, ở đâu ở yên đó, mẹ sẽ tới liền. Con muốn gì cũng được Tony ơi. Bây bác, giờ bác, hả? Rồi tiền con sao bác? Trời ơi, tính sao đi, bây giờ thằng con nó đòi tự tử rồi kìa. Okay. Tony ơi, Tony. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua cuộc, đội màu hồng. Rồi ơi, vô. Nếu em mà... nói em chơi do anh ói luôn đúng không? Cái gì vậy? Dạ? Nếu mà người ta đúng là đàn ông, người ta phải nhường nhịn phụ nữ. Ủa, sao chị che cái mặt lại? Hả ông già? Hello, Trời ơi. Trời ơi, chị không nói nên lời luôn, chị không đau không? Chị không trả lời luôn. Người tiếp theo Linh Dương đang học. Mạnh là sao tới đây luôn này? Biết luôn chứ không có đau. Ánh nhiều lỗ tai luôn. Linh Dương đang học. Trời ơi, khoan cho em hỏi cái lần. Tại vì em mới làm răng cái nú nó khá bú đó mọi người. Nếu mà vô cái miệng là thấy bác sĩ luôn. Thấy cho Ngọc biết thế nào là cuộc đời đi Lộc ạ. Trời ơi. Nhắn cho liền nhanh lên. Phải ngậm cái miệng lại chứ nó bắn ra mồm đấy. Lộc, nãy giờ em có làm gì anh đâu đúng không? Nãy giờ là đến mà thời gian qua là rất khổn lao. Đúng đó. Đề nghị bắn tha thiết. Không có Lộc ơi. Đừng chẳng bị gì vậy. Đừng có nói nó bắn vào mồm đấy. Sao cái này hồi hộp quá. Anh có bắn thì anh bắn nhà đạn. Nó đau đớn không phải là bắn mà là nhắm. Đó, cái cảm giác của anh là vậy hả cưng? Không vậy thôi chứ. Không có bắn. Có vậy nên nó mới đã, hiểu không? Không biết lúc nào á. Trời ơi. Lực ơi, bắn lên Lực. Không. Lần đầu tiên tha thiết được bắn hả? Em mệt lắm rồi đó, trời lắm quá, em mệt quá. Thiệt á anh Luật. Thiệt á anh Luật. Bây giờ tới lượt ai?
thấy điều gì rồi chưa? Thấy hậu quả gì rồi chưa? Hãy sống ơi, có tâm với anh chị đi mấy đứa ơi. Không sợ, không sợ, không sợ. Tôi Liên Khoa. Vô. Khoa. Khoa. Nhạc gì đâu mà tình hồi hộp vậy? Sao làm cái gì đi mà có lỗi với người khác đi Khoa? Ôi sao cái người thắng mà thấy không có vui vẻ gì hết trơn vậy? Hãy bắn đi. Ủa bắn chưa? Biết bắn không? Ấn vào đây là bắn đây. Bắn vào đâu? Không được. Ấn vào cái này đúng không? Để lâu giống như chị nãy cảm giác nó khó tả lắm. Không, không chị ơi. Nó có nhìn, nó có cho bấm. Nhìn thấy cái gì đâu mà khó tả. Ủa? Anh giờ anh bắn này. Ok. Không sợ. Xong rồi đó. Ủa sao anh yếu vậy? Cái này đơn giản. Cái này là em là... xa nó tué ra đó. Được. Em hả? Bắn đi. Nhanh lên. Vô. Ôi trời ơi. Phụt. Ai cũng nhẹ. Con bé như Ngọc là bị nặng. Như vậy là ngày nay chúng ta chơi rất là vui và phạt cũng rất là này nọ. Thì Luật thấy Ngọc hôm nay chơi như thế nào? Quá nhiệt tình. Ủa sao bình thường anh chửi bới tụi em dữ lắm mà. Quá nhiệt tình, đây là một cô gái mạnh mẽ và nhiệt tình. Nhiệt quyết. Tôi nghĩ là tương lai cô gái này sẽ còn phát triển đều đặn. Thôi anh ơi. Thưa ông, thưa em không? Chúc cho Cedar Food của em làm ăn phát tài nha. Mua đem một ngàn ly, một ngàn ly. Một ngàn ly. Thêm không anh? Một ngàn ly. Anh ủng hộ em trăm ly chứ. Thêm trăm ly nữa không? Chưa, ủng hộ mọi người luôn. Tôi đã kêu 100 ly rồi mà. Đâu có rồi. Thôi có rồi, đừng nói vậy. Rồi bây giờ Lan thấy hôm nay chơi sao? Dạ em thấy vui. Ý là đó giờ em chỉ coi cái chương trình này qua TV thôi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay em được trải nghiệm. Em thấy vui thật sự. Ừ. Cảm ơn Lan đến với chương trình ngày hôm nay. Tuyệt vời. Vẫn không bể. Tuyệt vời. Không bể luôn rồi. Em phải bóp, em phải bóp. Wow. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn gặp lại. Trời ơi, con bé trời ơi.